Kính thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, từ hai ổ dịch Hải Dương và Quảng Ninh đã lan rộng ra một số tỉnh thành. Thực hiện chỉ thị số 03 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, tại các bến xe ở Hà Nội đã kích hoạt lại hệ thống phòng chống dịch COVID-19 để đảm bảo cho người dân đi lại, nhất là dịp cận Tết 2021. Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ghi nhận của phóng viên chúng tôi. Ghi nhận tại bến xe nước ngầm thời điểm đang những ngày cận Tết, lưu lượng hành khách không khác gì ngày thường. Tại đây công tác kiểm tra thân nhiệt, các bước yêu cầu đảm bảo y tế như rửa tay khô, đeo khẩu trang vẫn được thực hiện nghiêm túc. Tất cả mọi hành khách đều nhắc hành khách đeo khẩu trang trước khi vào bến và rửa tay sát khuẩn. Còn chúng tôi cũng có là thông tin trên loa phát thanh để hành khách người ta được rõ. Trong quá trình đo thân nhiệt mà phát hiện thấy trường hợp hành khách có nhiệt độ cao bất thường thì tôi cũng kết hợp với cả nhân viên y tế của bến xe đưa khu vào khu riêng biệt, khu cách ly để thông báo cho trung tâm y tế của thành phố cũng như của quận. Trong khi đó tại các bến xe như Mỹ Đình, bến xe Giáp Bát, ban quản lý cũng tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân đến bến cần tuân thủ các quy định theo chỉ thị số 03 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Các nhà xe đảm bảo khai báo y tế đối với toàn bộ hành khách trên các tuyến hành trình. Chúng tôi cũng yêu cầu các nhà xe thực hiện nghiêm túc cái việc khai báo y tế. Và đây là cái việc mà phải hết sức tỉ mỉ và cụ thể để trong cái tình huống nếu mà có cái tình huống xấu xảy ra thì chúng ta sẽ truy xuất cái nguồn gốc là nhanh nhất và kịp thời nhất. Trên bến chúng tôi cũng trang bị các cái nước sát khuẩn cũng như là kiểm soát tất cả hành khách đi trên xe về cái khai báo y tế cũng như là thực hiện các cái quy định chung về công tác phòng dịch nơi công cộng. Dịp Tết năm nay, một số địa phương thực hiện giãn cách do dịch bệnh COVID-19 nên sản lượng hành khách qua lại các bến sụt giảm từ 50 đến 60% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm hơn các ngày thường, giảm đều trên các tuyến, trong đó các tuyến chịu ảnh hưởng là Quảng Ninh, Thanh Hóa, Hải Dương, Hải Phòng do tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19.